Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Mạnh. Độ 10 phút hả bố? Mấy? Bây giờ đang là 4 phút 10. Thôi cứ được rồi, không phải gì liên tục. Chỉ đồng hồ 14 mà đến lúc đồng nào gần 10 là ra đây. Đến 20, hơn 20. 3 giờ 22 gì đấy. Sẽ được 10. Thì phải đứng ở đấy là gì đấy.
được có đúng 6 phút. Mới có 9 phút thôi, sắp được 10 rồi. Đây là 9 phút 44. Đúng rồi. Tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.